Xin chào anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình ngày hôm nay. Ta lại tiếp tục với series tựa game hoàn chỉnh Hùng Nato Mobile em nha. Hôm nay mình đã mượn được một con app của một bạn Toby bên server S91 anh em ạ. Tại con app của bạn Toby đang ở vị trí top 1 server với chiến lược là 437.708.504 điểm. Tạo đang xếp hạng VIP 14 này. Bạn ấy đã đầu tư vào đây 41.984 ngọc anh em ạ, tương đương với hơn 40 triệu đồng. Chúng ta cùng điểm qua sức mạnh của bạn Toby nha anh em nha. Xem phong cách cái bạn ấy chơi thế nào. Check qua túi trước anh em ạ, xem còn nhiều vật phẩm gì không. Khá nhiều vật phẩm này. Danh hiệu rất nhiều. Thẻ Konoha ở đây còn mấy thẻ này, để thất này. Bách Hào Sakura, Hinabi, khá nhiều mảnh. Ồ, túi càn khôn huyết kế thì vẫn không có cái nào anh em ạ. Vật phẩm mà đâu hết rồi. Nên thôi chúng ta điểm sức mạnh của nhân vật chính trước đi. Mình lúc nào review mình cũng phải điểm qua sức mạnh nhân vật chính trước anh em ạ. Ồ, đập ngay vào mắt anh em chúng ta. Ở đây là tốc độ con nhân vật này là quá thấp anh em ơi. Tốc độ có 2k7 này. Công ở đây là 10 triệu. Chính xác cũng thấp. Bảo kích thấp. Né cũng thấp. Này nhìn qua là biết anh em chưa có trang bị ấy rồi anh em ạ. Chưa có đầu tư trang bị hợp thể rồi. Siêu bạo thấp. Ma công thì 2 triệu mốt. Bạo kích cũng thấp luôn. Này chưa đầu tư một tí gì. Thì này là biết chưa đầu tư vào mấy cái trang bị Long Uyên. Có trang bị hợp thể đó anh em ạ. Đầu tư như này thì hoàn toàn có thể bị những cái con ác, những cái địch thủ khác có chiến lược thấp hơn nhưng mà tốc cao hơn này. Đánh cho SML ngay em nha. Tốc này thấp quá anh em ạ. Có 2k7 này. Biến hình ý chí lửa thanh điệu quái lực hiền nhân thiên ấn chú những giả làng xương. Bạn cho xuất chặn cái hình biến hình quái lực cái này Naruto nhất vĩ ăn loài một đuôi ra thòi loài lên. Đồ ăn ở đây bạn ấy sở hữu được khá nhiều món ăn này, cá nướng này. Cái này là món gì? Như là món sushi các bạn. Hai cái này là sushi. Cơm cuộn cá hồi. Samishi, sashimi. Người ta nướng về thịt nướng gì đây. Cơm kia cơm canh này, sandwich và rau thập cẩm này. Khá nhiều món chưa có nhưng mà hầu hết đã có hết, gần hết món đồ anh ạ, thiếu một món đồ này thôi. Món vàng này cũng chưa có nhưng mà gần full bộ thức ăn đỏ này nó cũng mạnh lắm rồi nhé. Tăng tổng thể chiến lực tổng đam cho team của mình khá là nhiều. Lục đạo anh em điểm qua nó cũng khá khá cộng khá nhiều sao. Thảo thuật của chúng ta thì bạn đã sở hữu thảo thuật Obito rồi. Madara, Itachi, Sasuke cũng có luôn. Obito kỹ năng tẩy được mở được hai cái kỹ năng tốc độ nhưng mà chỉ là dòng cam thôi anh em ạ. Hai dòng cam. Con áo này đầu tư khá nhiều nhưng mà mình thấy đầu tư hơi sai sai này anh em nhé. Kunai Ninja này mới sở hữu được lục kiếm làng sương mù cho anh em nha, thiếu một cái trường đao Nubari, thiếu trường đao Nubari chi linh nữa mới sở hữu được 6 cái kiếm làng sương mù thôi. Cộng cũng khá ít của quân thủ tiên khí ninja nó điểm qua đi. Tiên khí Ninja đã có tích triệu mana này, hồng hồ lô
kiếm 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 thất tinh hoạt ma ra vui tô tích trưởng Ken phong ma Unai phi lôi thần tích bình phách tinh Unai cũng đủ 8 món 9 món rồi, đủ cho mỗi đứa đeo một món này nhá. Cái này đầu tư chắc cũng rẻ thôi nha. Quan trọng nhất là bây giờ chúng ta phải xem qua những cái đội hình. Tôi nhìn qua anh em thấy qua đệ nhất Minato Naruto này, Kaguya Giáng Sinh, Kabuto. Nó điểm qua từ vị trí 1 túc mệnh Inoue Sasuke lên bậc 1 này. Asura Naruto bậc 4, Tiên Nhân Gia bậc 5, Tiên Nhân Cóc bậc 4, Lục Đạo Tiên Nhân bậc 1. Kế thì có một vật lân đại xà level 6, thêm 5 cục vàng quân đội, kỹ năng thì mở phản chấn máu thù tốc hút máu, kỹ năng này tẩy túc mệnh khá ngon này. Chúng ta xem túc mệnh skin ở đây có bạn cho xuất trợ Đạo Tiên Nhân anh em ạ. Chúng ta điểm qua tiếp Akatsuki thì bạn ấy cho xuất trận Itachi với cả thần Deidara, một con 4 sao, một con 3 sao, khá là to này. Kaguya tẩy chưa ngon anh em nha, tốc công tốc bạo, tẩy như này là chưa chuẩn bài đấy ạ. Thường bây giờ anh em có tốc nhiều ở trong thấy rồi đấy, vì là mấy cái bảo vật đấy, cái Jichuriki mà đầu tư tiền nhiều này thì chưa bạo kích thôi, tẩy full bạo kích. Nếu mình phải so sánh PvP ở trong cụm game server để xem địch thủ của bạn ấy là ai. Skin cao ra bạn ấy đã sở hữu Osusuke Hamura này, Toneri, Momoshiki, Kinshiki, Kaguya, Mara Tiên Nhân, hai cái thẻ vàng luôn. Thẻ này hai thẻ hai luôn này. Konoha của bạn Toby của chúng ta chơi sao lại chơi quăng đấy, quăng đấy rất ra trận nhỉ, quăng này là chứ. Ô chưa kích được hết anh em ạ, chỉ cộng 11 với cộng 3 thì thoát rồi, thoát rồi nha, nếu thể thì nguyên liệu luôn, chắc thì sắp tắp lên được rồi đây. Thiếu nguyên liệu nó áp được nguyên liệu thất rồi, nhưng Chuiki thì dùng bằng thú quái Isomu tam vĩ trang bị siêu bạo ma công tốc độ, cái này tẩy lại siêu bạo đi, không cần tốc độ nữa đâu, tốc độ thì đầu tư trang bị hợp thể thôi. Đồng độ có Kabuto với Mai Gai đó, kỹ năng sao? Kỹ năng level 6 này. Mình cảm thấy có một sự thọt khá mạnh. Chúng ta điểm qua trang bị hợp thể đi. Chưa có một món đỏ nào anh em ạ. Tinh thạch cũng chưa có luôn. Lúc mình check qua túi là mình
Tình đầu tư vào thì đây chắc chắn là một con ác được đầu tư vào cái thời gian đầu game. Bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye.